Chào các em, chúng ta tiếp tục giải vòng số 2 The Olympic của khối lớp 7. Các em chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi. Bài thi số 1. Tìm các cặp bằng nhau để cho ly chung với nhau. Rồi, chúng ta có một tờ nháp. Các em tính thôi. Cái đầu tiên sẽ bằng âm 6. Tiếp theo, thế vô rồi tính thôi các em. Nó sẽ bằng là âm 19/20. Em đổi ra số thập phân cũng được, tùy ra. Rồi 5/2 là tất cả bình là 25/4. Rồi 109/120, em kiểm tra coi nó tối giản chưa. Tối giản rồi. Cứ như vậy thôi. Số tự nhiên nhỏ nhất để cái này chia hết cho cái này ha. Các em lấy nháp tính bài này thôi. Thì các em có thể mò cũng được. Nếu bài này mà mình không biết làm bằng toán suy luận, cái mò cũng được. Cái mò bắt đầu từ n bằng 0, mình nâng lên n bằng 1, 2, 3 vân vân. Nhưng mà như vậy thì lạm dụng là chúng ta sẽ học toán không có thành công đâu. Đó chỉ là mò thôi. Chúng ta phải suy luận triệt để tất cả các kết quả có thể luôn ha. Kết quả giải là nó sẽ ra là n bằng 2 kia. N bằng 2 nha. Tại sao n bằng 2? Thầy có thể giảng nhanh xong. Ba n cộng 1 trên 2n cộng cho 3. A bằng cái này mà tử chia hết cho mẫu thì nó sẽ trở thành số nguyên nha. Cái này sẽ thuộc Z. Vì sao? Vì 3N1 là chia hết ha. Chia hết cho 2N3 ha.
Từ đây cái suy ra là 2A cũng sẽ thuộc chết. Suy ra cái gì? Suy ra là cái này nhân đôi. Bằng 6N cộng 2 6N cộng 2 là bằng 6N cộng 9 trừ 7. Đó. Thuộc giá luôn. Cái này thì sẽ bằng gì? Tắt cái này ra giống như bài mấy kia. Giống như bài mấy. Trừ giống như. Đó. Và cái này ta dùng tính chất phân phối luôn. Ta lấy 6 với 9 là ta tắt ra 6 là phần 3 nhân 2, 9 là 3 nhân 3, vậy đây sẽ có phần 3 nhân cho 2N bằng cho 3 ha. Vậy thôi. Tức là gì? Cái này rút gọn là bằng 3. 3 trừ cho 3 trừ cho này. Thuộc z. Rồi suy ra 2N cộng 3 là út của 7. Từ đây các em suy ra là gì? 2N cộng 3 nó sẽ bằng 1, 7 hoặc là trừ 1 hoặc là trừ 7. Từ đây suy ra tiếp gì? 2N nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng trừ 2 hoặc là 4 hoặc là trừ 4 hoặc là trừ 10. À, từ đây suy ra điều gì? Suy ra N sẽ bằng trừ 1 hoặc là 2 hoặc là trừ 2 hoặc là trừ 5. Đó. Mà N là số tự nhiên. Đó. N là số tự nhiên. Vậy suy ra N sẽ bằng 2 thôi. Vậy nhé. Rồi. Chúng ta qua bài này. Nó sẽ bằng là 6 mũ 3. 6 mũ 3 tức là 216. Bài này giải bình thường thôi. 4,5 cộng cho 2,5 trừ cho 3/4 là bằng 25/4 luôn. 25/4 à. Tiếp tục chữ số tận cùng. Chữ số tận cùng của 3 mũ 5,15 thì các em để ý 3 mũ 4 á, là tận cùng bằng 1 ha. 3 mũ 4 là bằng 81 á. Giờ như lại các em lấy 515 chia cho 4 coi dư bao nhiêu. 515 chia cho 4 thì sẽ dư lại 3. Như vậy là 3 mũ 515. 3 này. Mũ 515. Nó sẽ bằng là 3 mũ 3 nhân cho 3 mũ. Mình phải phóng to lên nhìn cho dễ ha. Nhìn cho dễ chịu. Đó. 3 mũ nhiêu? 5 12, đúng không? Mà 3 mũ 5 12 á thì nó thành là 3 mũ 4. Rồi tất cả mũ bao nhiêu? Lấy 512 chia 4 tức là 128. Mà các em để ý cho thầy, 3 mũ 4 là đuôi là ra 1, 3 mũ 4 là 81 mà. Mà đuôi bằng 1 thì có mũ bao nhiêu lên thì nó cũng ra đuôi bằng 1 thôi. Vì vậy cái số 3 mũ 512 này là một số có tận cùng bằng 1. Còn 3 mũ 3 là 27, vậy tận cùng bằng 7. Thấy không?
Vậy là một số tận cùng bằng 7 nhân một số tận cùng bằng 1. Như vậy anh bạn này tận cùng của nó chính là 7 ha. Đó là toán chính đạo đó. Còn nếu mà làm tà đạo á thì cũng có nhiều cách hay, bằng máy tính bỏ túi. Em có thể lên kênh của thầy để nghiên cứu cũng được, nhưng mà thầy nói trước không nên lạm dụng cái đó. Này sẽ ra 43/2. À, có chừng thiếu giờ ha. Thiếu giờ là mệt đó. Rồi tiếp tục các em. Này bấm máy cũng được. 117 649 chia cho 7 mũ 5. Vậy đây tận cùng à, đây sẽ bằng 7 nè. Đó. Tiếp tục bên này cộng tiếp. Trên 2 dưới 5. Rồi cộng cho trên 3 dưới 8. Rồi cộng cho 0,3 trừ cho 1/6, 1/6. Vậy là bằng 109/120. Đó, những cặp bằng nhau bắt đầu lần dừng lộ diện ra rồi các em. Ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của 12 với lại 90 là bao nhiêu? Là 6. Rồi các em lấy 192 chia 6 thử coi. Đẹp luôn, vậy là bằng 6 em. Ước chung lớn nhất của ba tên này sẽ bằng 6 thôi. Tự giải nha, kiến thức lớp 6 mà. Đây là 8 x 27. 23 là 8 nha, đừng có ra 6 tội thầy ha. 216. Rồi. 88 cộng 19. Thì là âm 107 phần 88. Rồi tiếp tục. 4 mũ 11 chia 2 mũ 10. Chia tiếp cho 2 mũ 11. Đáp án sẽ bằng 2 ha. Các em tự giải đi. Biến nó thành lũy thừa cơ số 2 hết cũng được, mà tính bằng máy tính cũng được. Trên 2 dưới 5 trừ cho trên 83 dưới 160 thì tất cả nhân 8 sẽ ra là âm 19/20. Rồi 5 mũ 3 chia 25, tức là 5 mũ 3 chia 5 mũ 2 là bằng 5 thôi, khỏi tính. Cái này thì sẽ bằng là trừ 6 thôi, quá dễ. Tiếp theo, trên âm 5 dưới là 4 cộng trên 6 dưới 11 trừ trên 45 dưới là 88. Vậy ra âm 107/88. Đây rồi các em. Cái cuối cùng ta có thể khỏi tính cũng được ha. Hồi ta chọn cái phương án còn lại thôi. Rồi âm 6 nằm đây với lại âm 6 đây. Xong. Âm 19/20 đây với lại âm 19/20 chỗ này em chọn ha. 25/4 sát nhau luôn. Rồi 109/120 quá nhẹ nhàng. Còn gì nữa? 2 với 2 nè, 2 đây, 2 đây. Rồi tiếp tục âm 107/88. Rồi còn gì nữa? 216 với 7, thì ta lấy 7 đây, 7 đây, 7 đây. Tiếp tục 216 nè, 216 với lại 216. Cuối cùng đây là 43/2, chắc là với cái này. À không phải là đây đâu, phải phân số đâu các em. Ước chung lớn nhất bằng 6. Vậy có vấn đề là còn 4 ô. Chắc là mình tính sai chỗ nào rồi ha. Thời gian thì còn vô tư ha. Đây là 5. Ta tính lại cái này đi. 1 cộng cho 1/2 trừ cho 2 là bằng trừ 1/2.
rồi đem chia cho trừ 1 phần 10. Đáp án mình 5 đây. Đây sẽ phải là 5 nhé. 5. 5 thì nó sẽ giống với cái đáp án dưới này luôn ha. Vậy hai cái này sẽ đi với nhau. Rồi, ta đã hoàn thành bài toán. Bài thi số 2. Tìm x thỏa mãn cái này. Kết quả sẽ bằng 8. Kem giải nháp thôi. Rồi đây kem rút gọn nè, 5 rút gọn với 5, 2 rút gọn với 2. Vậy thực ra là còn âm 3 phần 8 mà thôi. Rồi 0,25 mà nhân cho 8 là bằng 1 đó các em. Vậy chỗ này chỉ còn là trừ 3,25 thôi. Trừ cho âm 3,25. Vậy là kết quả là 23 phần 8. Mà để dưới dạng số thập phân sẽ là 2,875. Lúc x bằng 1 thì tự thế ở đây mà tính các em. 3 cộng 3 là 6. Rồi 1, 2, 6 trừ 6 là hết, còn 2,015 thôi. Tiếp tục. Chia hai lũy thừa có cùng số mũ thì các em chia hai cơ số rồi lấy số mũ dùng chung. Trừ 3,333 chia cho trừ 1,11 thì gỡ bằng trừ 3. Trừ 3,14 là bằng 81 ha. Con này cũng vậy, nhân hai cơ số lại là lấy mũ 5 dùng chung các em. Các em sẽ có là trừ 2 mũ 5. Trừ 2 mũ 5 là bằng trừ 32 đó. 81 cộng 132 thì ra 49. 49 ha. Biển số xe của Lâm Đồng ha. Rồi, tiếp tục hai đường thẳng x, x phẩy. Các em vẽ hình đi. Vuông góc với y, y phẩy tại phải O. Tia OZ nằm giữa hai tia OX và OY. Sao cho góc ZOY gấp 5 lần góc XOZ. Vậy một góc 5 phần, một góc 1 phần. Vậy tổng số phần là 6 phần. Em lấy 90 chia cho 6 phần. Vậy mỗi phần là 15. Vậy góc ZOX sẽ bằng 15 độ. Còn góc YOZ sẽ bằng 75 độ. Khi đó góc x phẩy OZ, x phẩy OZ là bằng góc vuông cộng với 75. 75 cộng 90 là bằng 165 ha. 165 các em. Các em tự vẽ hình ra tính mà. Góc này gấp mấy lần góc kia thì các em chuyển về số phần người ta làm thôi nha. Rồi giá trị nhỏ nhất của biểu thức này sẽ bằng bao nhiêu? Giờ các em lưu ý với thầy là x bình phương tức là x nhân x thì nó có đặc điểm là luôn luôn không âm nha. Đây là một chân lý không bao giờ thay đổi. Thầy nhắc lại, x bình một lượng bình phương thì bao giờ cũng lớn hơn hoặc là bằng không. Không bao giờ các em thay đổi được điều này đâu. Số dương nhân số dương là ra dương. Số âm nhân số âm tức là số âm bình phương cũng ra dương. Mà số 0 nhân số 0 tức là 0 bình phương thì bằng 0. Không bao giờ ra kết quả âm được ha. Vậy x bình phương là có kết quả thấp nhất là bằng 0. Còn ngoài ra nếu không bằng 0 thì nó sẽ lớn hơn 0. Thì người ta còn nói là giá trị nhỏ nhất của x bình phương là bằng 0. Như vậy giá trị nhỏ nhất của x bình phương cộng 5 sẽ là 5. Và cái ngoặc đơn này nhỏ nhất là 5. Thì lúc bình phương lên nó nhỏ nhất là 25. Và khi nó nhỏ nhất là 25 cộng 4 thì cả cái này nhỏ nhất sẽ bằng 29. Số cặp số nguyên thỏa mãn x cộng y cộng x y bằng 3. Đây là một bài toán khó ha. Không có dễ nào nhai bài này đâu. Các em theo dõi thầy giảng nè.
x cộng y, rồi đem cộng cho x y nữa thì bằng 3. Bây giờ thầy sẽ làm việc như sau. Thầy cho x đi với x cộng y, còn y thầy đẩy dạt nó ra đằng cuối. Phép cộng có tính giao hoán ha. Bây giờ x cộng y á, là thầy dùng tính chất phân phối, rút x ra làm thừa số dùng chung, còn ở trong là còn 1 cộng y ha. Đây là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Rồi y lẻ loi ha, y lẻ loi giờ thầy cộng thêm 1 vô. Rồi tới đây ta có công thức này nè. Bây giờ thầy cộng thêm 1 vô đây, cộng thêm 1 vô vế trái thì nó mất cân bằng với vế phải, vậy bên này cũng phải cộng thêm 1 ha. Quay lại rồi đó. Rồi giờ thầy lại tiếp tục coi 1 cộng y như là một số. Rồi thầy lại dùng tính chất phân phối. Ở vế trái thầy lấy 1 cộng y ra làm thừa số dùng chung ha. Đó. Vậy ở trong nó sẽ còn gì? Ở trong nó sẽ còn x cộng cho 1. Thì các em để ý 1 cộng y này chính là 1 cộng y nhân 1 nè. Đâu có ảnh hưởng tới hòa bình thế giới đâu ha. Rồi lấy 1 cộng y ra dùng chung thì ở trong mặt sẽ còn lại x cộng 1, còn bên phải là 4. Vậy tới đây ta sẽ có rất nhiều trường hợp. X y là số nguyên thì x cộng 1 với y cộng 1 cũng sẽ là số nguyên ha. Tới đây các em sẽ có một cái bảng nè. Các em sẽ có một cái bảng. Giờ thì cho cái này dài ra cho các em dễ hình dung. Rồi ta đang giải bài nào vậy? Bài số 7 ha. Đang giải bài số 7. Tới đây các em lập một cái bảng cho thầy. Rồi. Lập một cái bảng có hai dòng và nhiều cột. Đây là 1 cộng y nè. Còn đây là x cộng 1. Thì nhân nhau bằng 4 có nhiều trường hợp lắm. Trên 1 dưới 4, rồi trên 4 dưới 1 nhân lại bằng 4, trên 2 dưới 2 nhân nhau cũng bằng 4, trên âm 1 dưới âm 4 phải không? Trên âm 4 dưới âm 1, trên âm 2 dưới âm 2. Các em nghĩ coi còn trường hợp nào nữa không? Hình như hết rồi. Hết. Vậy ta sẽ có 6 cặp. 6 cặp x y ha. Mỗi lần cái cặp 1 cộng y với x cộng 1 nó bằng 1 4 thì ta sinh ra được một cặp x y. Đây cũng vậy thôi. Vậy ta sẽ có tất cả là 6 cặp. Rồi giá trị lớn nhất. Giờ các em theo dõi thêm một việc nữa ha. X bình phương là luôn luôn không âm. Rồi kết quả tính giá trị tuyệt đối cũng là luôn luôn không âm. Giá trị tuyệt đối của x của một lượng a đi thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi a. Bất chấp a là cái gì thì kết quả tính giá trị đối a cũng luôn lớn hơn 0. Người ta còn nói là kết quả tính giá trị đối của a là nhỏ nhất là bằng 0. Vậy các em để ý nè, quy muốn lớn nhất trong điều kiện số bị trừ là không thay đổi đâu. Quy là một hiệu, số bị trừ là 19,5 vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Vậy muốn kết quả trừ còn lại càng lớn càng tốt á thì số trừ nó phải càng nhỏ càng tốt. Như vậy là số trừ này phải nhỏ nhất có thể, mà giá trị đối của 1,5 trừ x nhỏ nhất là phải bằng 0. Và khi đó x sẽ bằng 1,5 nha nha. X bằng 1,5 thì cái này sẽ bằng 0. Bằng 0 thì lúc đó quy sẽ là 19,5 trừ cho 0 thôi. Thì kết quả trừ coi như không có trừ gì hết, thì đó là kết quả lớn nhất luôn. Rồi. Bài số 9. Ta đổi các cái hỗn số ra phân số thôi. Giờ ta coi có bao nhiêu dấu âm nữa nha. Đây là 2 3 9 2010. Vậy đếm đây là 1 luôn đi. Vậy là sẽ có 2010 dấu âm. Vậy là 2010 là số chẵn. Số dự lượng dấu trừ là chẵn thì
kết quả nhân lại sẽ là dấu dương, kết quả là mang dấu dương cái chắc rồi nè. Vậy giờ các em không quan tâm tới dấu nữa ha, giờ các em chỉ quan tâm tới phần con số thôi. Rồi hai, nhân cho 1 1 phần 2 tức là nhân cho bao nhiêu? 3 phần 2. Rồi nhân cho bao nhiêu nữa? Cứ thế ta đổi ra thôi, 1 1 phần 3 là 4 phần 3. Vậy đây nó rơi vào tích các phân số tử mẫu triệt nhau dần dần đó. Cái cuối cùng kế cuối là gì? 2010 trên 2009. Và cái cuối cùng nữa là 2011 trên 2010. Vậy là 2 rút gọn với 2, 2 rút 3 rút gọn với 3, 4 rút gọn với 4, hết chết dần chết mòn các em nhé. Cuối cùng kết quả chỉ còn lại là 2011 mà thôi. Các em nhìn lại một lần nữa. Rồi, tính luôn bài 10 các em. Bài 10 là 3 nhân cho 7 alpha x, 7x trừ cho 2x rồi là trừ cho 2 phần 3 y cộng cho 7 phần 9 y. Rồi các em dùng máy tính thôi, dùng chức năng tính giá trị biểu thức ở trên máy tính có ha, không mình tính tay mình nhé. Còn muốn biết sử dụng máy tính để làm mấy bài này nhanh như thế nào thì các em xem cái chuyên đề riêng ở trên kênh của thầy nha. X là bằng âm 1 phần 10, y là 4,8, kết quả tính là ra 0,1 kìa. Rồi hoàn thành rồi, ta nộp bài luôn đi. Sai một hai câu cũng sao kìa, nắm được ý tưởng làm bài là được. Còn trong quá trình làm bài nhanh có thể sơ suất, đó là chuyện của thầy ha. Còn các em thì nên cẩn thận, bởi vì các em thi, còn thầy thì có chẳng có thi, thầy chỉ hướng dẫn các em cái định hướng thôi. Rồi bài thi số 2 đã xong, bài thi số 3. Đỉnh núi trí tuệ, cái loại này hơi khó chịu quá, bởi vì làm sai nó sẽ trừ điểm. Tìm số x dương sao cho này bằng 5, em nhẩm luôn, x bằng 2. 2 bình 4, 4 cộng 1 là 5 đúng không? Trị tuyệt đối bằng 5 ha. Tìm x nhẩm luôn, 4 trừ 7 là bằng âm 3, vậy giá trị đó là 3. Vậy x sẽ bằng 1. Nhẩm nhanh cũng rất có lợi các em nhé. Rồi cái này các em tính giá trị đối rồi trừ thôi, 0,456 là kết quả tính trị đối ha. Rồi trừ cho 0,206 này, nó sẽ ra là 1/4 trên 1 dưới 4. Số giá trị x thỏa mãn thì có hai số lận kia, liên quan tới mũ chẵn là thường có hai số lận, đó chính là số 2 và số âm 2 đó. Rồi cái này các em giải bình thường thôi, âm 2,25 trừ 0,65 bằng âm 29/10, tức là âm 2,9 các em nhé, âm 2,9 ha. Rồi tiếp tục, trên 11 dưới 24 trừ cho trên 5 dưới 37 cộng cho 13/24 cộng 3/4 trừ cho
32 phần 37 cộng 0,25, đổi ra phân số rồi tính hết. Kết quả ra rất đẹp, bằng 1 nha. Giá trị lớn nhất. Thì các em chú ý nè, 12 là không bao giờ thay đổi rồi. Rồi trừ cho cái này cũng sẽ tạo thành kết quả không đổi rồi. Giờ muốn cái biểu thức B lớn nhất thì nó cũng giống như cái bài hồi nãy á. Một cái hiệu đang mong muốn là kết quả tín hiệu đó là lớn nhất mà số bị trừ không bao giờ thay đổi rồi. Thì muốn hiệu đó lớn nhất thì cái số trừ nó càng bé càng tốt. Thì cái số trừ này nó bé nhất là bằng 0, bởi vì nó là một cái giá trị tuyệt đối ha. Thì cho nó bằng 0 luôn đi. Thì còn lại là 12 trừ vào 3 là bằng 9. 9 là giá trị lớn nhất nha. Góc XOY bằng 60 độ thì góc đối đỉnh của nó cũng phải bằng 60. Quá đơn giản. Tìm x. Tìm x kia. Đây là rơi vào bài toán tỷ lệ thức rồi. Muốn tìm ngoại tỷ, ta lấy tích hai chung tỷ chia cho ngoại tỷ đã biết ha. Giờ ta lấy 1/5, ta nhân cho 2/3 là tích hai chung tỷ đó, ta chia cho ngoại tỷ đã biết, vậy nó ra 4. 6x cộng 7 là bằng 4. 6x cộng 7 bằng 4 thì 6x sẽ bằng trừ 3 các em. Vậy x sẽ bằng trừ 3/6, tức là trừ 1/2. X sẽ bằng trừ 1/2. Rồi tiếp tục. Cho x y bằng này. Tính giá trị của tỷ số x y. Bài này ta sẽ dùng tính chất của tỷ lệ thức các em nhé. Rồi bài này sẽ dùng tính chất tỷ lệ thức cụ thể như sau. Nếu bài này mà dùng máy tính sẽ ra rất nhanh các em, nhưng mà không nên lạm dụng. Ta học toán là ta học cách suy luận, suy diễn ha. Chứ nếu mà các em cứ mò mẫm các con số rồi cho ra đáp án thì nó sẽ triệt tiêu khả năng suy luận của các em luôn. Vậy lâu ngày khả năng toán học của các em sẽ mất đi. Rồi theo đề các em sẽ có ha. Ta sẽ có gì? Tỷ lệ thức nè, các em đổi chỗ cho thầy. Đổi chỗ cho thầy hai hai chung tỷ đi. Các em sẽ có là 3x trừ y trên 1 sẽ bằng x cộng y trên 2. X cộng y trên 2. Rồi mình cộng lại luôn. Cộng lại thì nó cộng hai tử lại nè. Thì ta sẽ được một tỷ số mới là 3x cộng x thì bằng 4x ha. Còn trừ y cộng với y là sẽ mất. 1 cộng 2 thì bằng 3. Đó. À, làm vậy dở quá. Thôi các em đừng có làm kiểu này. Làm kiểu này lâu lắm. Giờ ta dùng tính chất tỷ lệ thức đi. Trong tỷ lệ thức thì tích hai chung tỷ sẽ bằng tích hai ngoại tỷ. Như vậy là 2 nhân cho 3x trừ y sẽ bằng x cộng y nhân 1 là x cộng y luôn đó. Rồi từ đây mình suy ra tiếp là 6x ha. 6x trừ 2y số trừ 2y sẽ bằng x cộng
Trời, em dùng tính chất phân phối thôi. Rồi giờ ta sẽ tiếp tục thực hiện chuyển vế độ dấu ha. Quy tắc chuyển vế độ dấu các em học ở lớp 6 rồi. 6x này trừ x này. X bên phải chuyển qua trái là thành chữ x. Còn trừ 2y là số hạng bên trái chuyển qua bên phải là thành cộng 2y ha. Tiếp tục ra sẽ có gì? 6x trừ đi 1x dùng tính chất phân phối đó, em sẽ ra 5x. Còn y là 1y cộng 2y sẽ bằng 3y. Vậy thôi. 5x bằng 3y. Thì các em suy ra tiếp là x phần y sẽ bằng gì? Sẽ bằng 3 phần 5. X phần y sẽ bằng 3 phần 5 trên 3 dưới. Nếu sợ sai thì em nhân chéo lại nè. 5x bằng 3y đúng luôn. Nhưng lại mà thấy 3 đi với x, 5 đi với y là mình trật ha. X phần y sẽ bằng 3 phần 5. Rồi các em theo dõi một lần nữa và nhập đáp án rồi. Đúng là bài cuối cùng nó vẫn khó ha. Trên 3 dưới 5. Không biết thầy có sai chỗ nào không? 3 phần 5. Rồi. Chúng ta đã hoàn thành vòng thi số 2 với số điểm tối đa. Rồi, tạm biệt các em nhé, gặp lại.